cổ học tinh hoa. Tăng Sâm giết người. Ông Tăng Sâm ở đất Phi, ở đấy có kẻ trùng danh với ông giết chết người. Một người hớt hải chạy đến báo mẹ ông Tăng Sâm rằng Tăng Sâm giết người. Bà mẹ nói: chẳng khi nào con ta lại giết người. Rồi bà điềm nhiên ngồi dịch cử. Một lúc lại có người đến bảo Tăng Sâm giết người. Bà mẹ không nói gì, cứ điềm nhiên ngồi dịch cử. Một lúc nữa lại có người đến bảo Tăng Sâm giết người. Bà mẹ sợ cuống quăng thoi trèo qua tường chạy trốn. Lời bàn: Tăng Sâm vốn là người hiền hậu, hiếu thảo. Bà mẹ vốn là một người trung tín, một bụng tin con. Thốt nhiên kẻ bảo Tăng Sâm giết người, bà mẹ không tin. Người thứ hai bảo còn chưa tin, đến người thứ ba bảo thì cuống cuồng chạy trốn. Như thế, 12 cái dư luận của thiên hạ rất là mạnh. Một việc cho dù sai đến 10 mươi, nhiều người đã cùng có một nghị luận đều như thế cả, thì cũng sẽ khiến cho ta nghi nghi hoặc hoặc, rồi đem bụng tin cho là phải. Nom đỉa hóa ra rươi, trông chó mà thành ra con cừu. Đến như giữa chợ làm gì có cọp, thế mà một người, hai người, đến ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật nữa là. Những bậc ra được ngoài vòng dư luận, giữ vững được bụng như cây giữa rừng, như kiềng ba chân là rất hiếm. Nhưng có thể được mới cao. Một chân lý có minh chứng rõ ràng, 10 phần chắc chắn thì mới nên công nhận.